Alo, vâng, xin kính chào tất cả quý vị các bạn đã đến với buổi thảo luận trực tiếp của Game TV kèo giao hữu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và đây là trận thi đấu đầu tiên giữa game thủ Gunny và game thủ Ngạch Hán. Ngày hôm qua thì Gunny và Ngạch Hán cũng đã thi đấu với nhau nhưng một chút sự cố về điện đã làm gián đoạn trận thi đấu này. Và kết quả ngày hôm qua thì khi đang hai đều thì mọi thứ cứ tạm thời dừng lại. Ngày hôm nay thì tất cả các trận đấu sẽ được thi đấu lại. Người Trung Quốc họ quyết định đánh lại với Việt Nam khi mà tỷ số là 0-0, chứ không phải là bắt đầu khi tỷ số là hai đều. Và đây chính là Ngạch Hán của ngày hôm qua và Gunny cũng là như vậy. Trận thi đấu đầu tiên cái thủ Gunny là người cầm Samurai, còn Ngạch Hán thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem khi mà cái thủ Gunny soi timeline. Đây là trận thi đấu đầu tiên. Sau khi Gunny thi đấu với Ngạch Hán xong thì tiếp tục đó sẽ là đối thủ của cái thủ Gunny, đó sẽ là game thủ Sen Long. Và sau khi game thủ Sen Long thi đấu xong với game thủ Gunny ở nội dung random chạm 3 thì sẽ đến lượt Hồng Anh vào tiếp game thủ của Trung Quốc. Lần lượt các game thủ của Trung Quốc sẽ đánh random với Việt Nam ngày hôm nay mà không phải là đánh trên sở trường của họ, chỉ là random thôi, không có kèo cung R ngày hôm nay. Gunny đang muốn thiết kế một chiếc BS cạnh với bãi vàng và cạnh với cánh rừng luôn. Đây, mục đích của chiếc BS có lẽ rằng các bạn cũng đã biết, một cánh rừng thông ở phía trên đó không phải là mục tiêu mà game thủ Gunny nếu đánh cung muốn hướng tới. Xin lỗi bạn, đó là cánh rừng dừa không phải là cánh rừng thông, còn cánh rừng thông là ở phía dưới. Nếu Gunny đánh cung bài này có lẽ rằng cũng đã thiết kế ở bên cạnh cánh rừng thông, nhưng đó là cánh rừng dừa. Một bãi quả phụ, một bầy hươu to. Gunny đang muốn cố gắng đá bầy hươu này về một cách gọn ghẽ và ăn bầy hươu này một cách gọn gàng nhất. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Thế như vậy khá nhiều nông dân đến từ Chinaman. Vâng, Chinaman đó có lẽ rằng và bây giờ thì Gunny đã quyết định chạy giò một bài mà game thủ Gunny quyết định đánh chém chứ không phải là một bài đánh cung hay là hỗn mã gì so với người Trung Quốc. Một bài mà game thủ Gunny đã đoán đây rồi, tương đối chuẩn, tương đối chuẩn nhà của game thủ màu 6 ở trong trận thi đấu này.
Cầm sen nhưng đánh gì chúng ta cùng chờ xem. Vẽ ruộng theo hình cánh hoa và đánh chém. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Vâng, bon nhỏ bằng những chiếc ruộng hình cánh hoa. Và sau đó thì đánh chém có lờ. Giò cũng tương đối rộng. Dường như bắt đầu chạy giò đến từ tuyển thủ màu 6 rồi. Nghĩa chiến binh ngạch hán không hề vớ vẩn một chút nào. Gunny đã lên 3 xong. Và chúng ta hãy cùng chờ xem 1P. 1P dành cho tuyển thủ Gunny. 2L 1P. Tương đối khỏe. Nhưng quan trọng là duy trì và sóc quân như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Tôi đang thấy nông dân của tuyển thủ Gunny ăn thực là tương đối ít. Dường như đó cũng là 1P đến từ màu 6. Đó cũng là 1P cành bãi vàng của màu 6 thì phải. Bây giờ thì bắt đầu quay ruộng. Những chiếc ruộng cánh hoa, 3 chiếc ruộng cánh hoa bắt đầu bị công vào. Nổ ruộng và bắt đầu lao vào ăn dân. Hơi đơn giản đến từ Chinaman cầm xe ở trong trận thi đấu này. Bắt đầu có bánh xe. Vâng, nếu có bánh xe muộn một lát nữa thì đúng là quá đơn giản chứ không phải là hơi đơn giản. Nhưng bây giờ thì bắt đầu có bánh xe. Khá nhiều nông dân đang còn hở ở bãi gỗ phía dưới. Và tôi không hiểu màu 6 ở trong trận thi đấu này nghèo đến mức như vậy ư. Bây giờ thì bắt đầu mới có đơn vị lạc đà đầu tiên ở phút thứ 15. Hai lạc đà và vâng, ở giây phút cuối cùng, may mắn dành cho đối thủ Gunny ở giây phút cuối cùng bắt được một lạc đà và sau đó thì thủ nhà thành công tên này. Nhưng đây chỉ là một tên nhẹ. Gunny nên để ý điều này. Dân sen thì là rẻ, còn dân summer thì là 50 thực. Và dân của Gunny là loại nông dân chưa có bánh xe, nên để ý điều này một chút. 29 trên 32 là tham lai của này đến từ cái thủ Gunny. Lao lên phía trên và tiếp tục khai thác vào nông dân gỗ. Nhưng nghĩa chiến binh ngày khán tôi thấy ở trong trận này sức chiến đấu đang là hơi yếu. Đánh sen đến mức như thế này của người Trung Quốc đang là hơi yếu. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình là không có nhiều đơn vị quân. Ngài Khán đã bắt đầu di chuyển nông dân ở phía trong. Vâng, một pha phủ hơi được. Vâng, hên nó là như vậy, hên nó là như vậy. Bây giờ thì tham lai đã bắt đầu trở về, dần dần trở về cân. Có bánh xe và có sọc đơn. Có bánh xe và có sọc đơn, những con phủ của tuyển thủ Gunny sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Gunny nên khung nhà. Gunny nên khung nhà. Và sau đó thì có thêm những đơn vị quân. Vâng, thang lai của tuyển thủ Gunny vẫn đang loanh quanh ở mức đầu cuối 2, đầu 3. Đây, ông dân 40 máu của tuyển thủ Gunny quyết định chơi luôn. Bây giờ việc của tuyển thủ Gunny là quản bản đồ. Quản bản đồ thật gắt. Với việc hồi của Seng thì ai cũng đã biết rồi. Rất dễ dàng. Vậy đừng để cho Seng hồi. Giấu con phù ở phía sau. Giấu con phù phía sau. Không. À, vẫn ăn. Không phải, đó là cung nở của mình. Gunny vừa thiêu một con phủ hơi đáng tiếc. Biết rằng có lẽ bây giờ ngạch hán không còn nhiều vàng để có thể sóc được những đơn vị lạc đà, nhưng Gunny nên tiết kiệm. Lúc cần vẫn sẽ dùng cho bãi ruộng thì là hợp lý hơn. Bây giờ thì những con sọc đơn của nghĩa chiến binh ngạch hán đang cố gắng lục lọi để tìm nông dân của em thủ Gunny đứng ở phía ngoài. Gunny bắt đầu có cung R và đẩy ở phía trong ăn. Đẩy cung R ăn phủ của em thủ ngạch hán. Và sau đó thì có những đơn vị quân lao vào ăn dân nốt bãi vàng. Nghĩ như vậy. Và tiếp tục tìm nông dân ăn hoàng. Ngày Khán vẫn đang giấu dân khá hay. Con phủ ở phía trong đã bị tiêu diệt. Vâng, lọt vào. Cũng may đây nông dân 40 máu. Vâng, bãi ruộng lọt thẳng vào rừng. Vâng, Gunny đã bắt đầu đè xuống. Tham lai của đối thủ Gunny đã bắt đầu đè xuống. Vâng, chỉ là một con phù ở phía trong thôi. Bây giờ biết đâu lại bắt được sóng đơn.
Một pha đốt phủ ở phía trước hơi đáng tiếc. Vẫn nông dân hoang và ở phía dưới này còn rất nhiều nông dân gỗ nữa. Như vậy là chỉ còn nông dân thôi. Còn chỉ còn nông dân đến từ nghĩa chiến binh Ngạch Hán. Vậy e và sau đó thì bây giờ thì bắt đầu ăn tiếp nông dân ở phía ngoài của nghĩa chiến binh Ngạch Hán. Sau tuần này nghĩa chiến binh Ngạch Hán có thể sẽ yếu đi hẳn. Rất thính. Ngạch Hán rất thính. Đừng để chết nông dân nhiều đến mức như vậy. 31/60. Tham lai của tuyển thủ Gunny thời điểm này có lẽ vẫn đang đè. Nhưng đừng bao giờ đùa mới xem. Vâng, đã đè mạnh đến thời điểm này. Một thế trận có phần bắt đầu an toàn. Nhưng Gunny cần phải cơ cấu lại. Bây giờ việc random của Việt Nam đối với Trung Quốc là đánh như thế nào để họ có cảm giác như kiểu người ta đánh xen với mình vậy. Đánh cho họ cảm giác như không có cửa. Không nên xuất hiện những tư tưởng nhà nhớt. Đó là những tư tưởng sẽ tự giết chết mình. Tham lai đã khoảng 6-4 ở thời điểm hiện tại. Tham lai của nghĩa chiến binh Ngạch Hán bây giờ rơi vào tầm chắc có lẽ chỉ là 1x. Nhưng nghĩa chiến binh Ngạch Hán vẫn đang thi đấu như đúng như là những chiến binh thật. Vâng, hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng. Khi mà nhà tuyển thủ Gunny chưa khung lại được, tôi nghĩ rằng nghĩa chiến binh Ngạch Hán vẫn còn thi đấu. Người Trung Quốc họ chỉ khi nào chịu buông súng đầu hàng. Khi mà thế nhà của chúng ta đã khung hoàn toàn và cửa lao vào nhà của người ta là không còn, thì bắt đầu người ta mới buông súng và đầu hàng. Còn mọi thứ vẫn sẽ diễn biến khi mà chúng ta vẫn đang còn tạo cho người ta cảm giác như có cơ hội bật được. Cho dù tham lai có đẻ đến mấy. Bảy ba là tham lai lúc này. Nhưng tôi nói rồi, chưa khung được nhà thì người Trung Quốc họ còn chưa chịu resize. Tiếp tục quay ruộng, một khoanh ruộng rất to quanh chiếc BG và có ruộng quanh nhà chính nữa. Nhưng họ vẫn bóc máy, rất khó chịu. Lại lao thẳng vào ruộng chính, các bạn có thể thấy rằng người Trung Quốc họ khó chịu đến mức như nào. Tiếp tục ăn dân. Rất nhiều thao tác, nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ đã ngã ngũ. Một bài sen có lẽ rằng quá nghèo đến từ nghĩa chiến binh Ngạch Hán. Vẫn chưa đi sai. Gunny đã có một bài dâng 2L lên phía trên rất hợp lý. Đúng thời điểm và hợp lý. Làm cho nghĩa chiến binh Ngạch Hán có thể nói là bất ngờ hoàn toàn. Mất phương hướng trong việc đẩy quân ở những tơn đầu tiên. Mất rất nhiều thời gian để có thể tìm được nhà của tuyển thủ Gunny. Và sau đó tới nơi thì Gunny cũng có phủ. Một bài đánh hợp lý đến từ tuyển thủ Gunny. Và Ngạch Hán đang mất dần đi cơ hội ở trong trận thi đấu đầu tiên. Cho dù đó là một trận Ngạch Hán được cầm xe. Tham lai đang nhích lên một chút dành cho Ngạch Hán, nhưng đó là thời gian mà tuyển thủ Gunny không ra quân, anh ra dân và sau đó thì cơ cấu nhà. Thêm một BS nữa. Người Trung Quốc có lẽ rằng khi mà họ cầm xe họ để thua một cách đơn giản như vậy, họ đang cảm thấy xấu hổ. Vì vậy họ đang muốn rằng cố thêm một chút nữa. Nhưng càng đánh có lẽ rằng tuyển thủ Gunny sẽ càng khỏe. Cơ hội đã hết từ khi cách đây khoảng 5 phút trong game. Vẫn có cung là móc máy. Nhưng nhà tuyển thủ Gunny sắp cung. Đánh như thế này ở Việt Nam sẽ là rất dễ gây ức chế.
Nhưng với người Trung Quốc, họ bây giờ đang là khách. Gunny là người lập mạng và họ đang là khách. Năm mươi trên 76. Kìa. Vâng, một BG nữa. Một BG nữa và một BA. Nông dân của ngành Hán đang ở đâu? Chúng ta cùng chờ xem. Như vậy ngành Hán đã bắt đầu có những tín hiệu đầu hàng. Có lẽ là như vậy. Vẫn chưa. Có lẽ rằng cần phải có người. Đây rồi, khoanh ruộng của ngành Hán đây rồi. Nốt chỗ này có lẽ là ngành Hán sẽ nói lời từ biệt với trận thi đấu này thôi. Vâng, đã có 2-3. Tỷ số là 1-0 dành cho đối thủ Gunny. Và xin chúc mừng game thủ Gunny. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Ở trận thi đấu mà ngành Hán cầm xeng, có lẽ rằng anh đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ.